dạ lời nói đầu tiên bình phân thanh xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị và các bạn hôm nay bình phân thanh sẽ quay kênh nông nghiệp uh, cây nho của uh, chia sẻ cách trồng nho để cho có trái uh, cho các quý anh chị truyền cảm hứng cho quý cô chú anh chị uh, cách để mình trồng trọt để mình có uh, cây nho uh, để mình chơi uh, mình ăn trái thì uh, cách của bình là sẽ chia sẻ cho quý anh chị là mình sẽ cắt cành ha cắt cành cái cây nho của mình ha quý anh chị ha cắt cành như vậy nè quý anh chị ơi cắt cành như vậy nè đó cắt cành trụ lũi cành luôn ha đó thì cắt cành trụ lũi cành luôn ha thì đợt trước em có cắt cành thì nó ra chứ vài chùm thôi rồi em bịt ni lông lại thì nó cũng hư mớ nay thì cái cây của mình nó có bị nấm á quý anh chị cái 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 nấm bệnh nè cái cây của mình là có nấm bệnh ha cái cái cây của mình là cái cái lá nó có nấm bệnh như vậy nè đó nấm bệnh mà vàng vàng phấn phấn như vậy là nấm bệnh như quý anh chị nha quý anh chị mà à, rồi chăm sóc cây cây nho thì quý anh chị ra cầm cái lá này mà bị nắm bệnh á quý anh chị ra ở ngoài tiệm tiệm bán bảo vệ thực thuốc bảo vệ thực vật các quý anh chị đưa cái lá này cho người ta bán thuốc gì mình sạch ha thì hiện tại cái cây nho mình nó bị rất là nhiều nên mình bữa nay mình quyết định mình cắt mình bỏ lá hết luôn để cho nó ra trái mới thì nó ra được bao nhiêu trái thì ra như quý anh chị nha thì hướng 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 dẫn với quý anh chị là cái cây nho của mình á cây nho của mình mà quý anh chị mà muốn cắt cắt cái cành á cắt cái cành sao mà để cho nó nó ra trái quý anh chị làm sao để nó cây nho nó ra trái thì em xin chị hướng dẫn với quý anh chị là ví dụ như cái cây cây nho mình ví dụ như cái canh như cây nho mình nó ra cái, cái khúc này là cái, khúc mà nó quá thành gỗ ha khúc đen này là nó quá thành gỗ à còn lúc lá này là là cái cái khúc này là nó còn xanh xanh nè thì quý anh chị đếm từ từ cái chỗ mà nó nó quá gỗ á nó quá gỗ nó quá gỗ là nó hết quá gỗ nè, nó tới đây hai mắt thì quý anh chị cắt 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 cái đoạn thứ thứ ba này nha, có nghĩa là cắt lên ba mắt mình đếm đếm cái chỗ quá gỗ này nè, mình cắt lên đoạn thứ ba là mình cắt ha. Còn của em thì em em cắt tùm lum hết à Còn nếu mà đúng kỹ thuật đó, thì ngay chỗ cái đoạn quá gỗ này nè, đó, quý anh chị đếm lên ba mắt ha, rồi quý anh chị cắt cái chỗ này cho em ha. đó thì em chia sẻ cái cách để mà à, mình mình trồng cho cây nho mà nó được có trái quý anh chị ha. đó thì em xin quay cái vàng nho của em ha. Đó thì quý anh chị ơi, nếu mà trước khi mà mình cắt cắt cây nho mình để nó cho nó ra trái quý anh chị thì quý anh chị phải bỏ bón phân ha. Bón phân cho cái cây nho của mình á khoảng 15 ngày mình bón phân cho cây nho mình 15 15 ngày rồi sau đó mình mới tiến hành cắt 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 mình mới tiến hành mình cắt cắt cành nha quý anh chị nha. Đó. Cây nho của em là có mấy trái nè, đó. Nói chung cũng ít nha quý anh chị Nho của em cũng ít trái thôi chứ không có nhiều, đó. đó mình tiến hành mình cắt cành nha quý anh chị nha, đó Nho của em cũng có mấy trái à nha quý anh chị nha. đó thì em chia sẻ lại cái em truyền cảm hứng cho quý anh chị xem cái cái nho của em á là em em, em 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 xử lý cho nó ra trái bằng cách là à, mình à, mình cắt cắt cành cắt lá nữa ha. Thì cái đoạn này, ví dụ như cái cây này, ha. cái ví dụ như cái nhánh này nè, ví dụ như cái nhánh này ví dụ cái nhánh này nè, cái đoạn này là cái đoạn giáp ranh này giữa giữa quá gỗ nè quý anh chị, giáp ranh giữa quá gỗ với với nó nó còn xanh nè, quý anh chị điếm lên nè à, một nè hai nè ba nè, quý anh chị cắt ngay chỗ này cho em ha, thì nó 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 sẽ ra 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 bông ở chỗ này quý anh chị ha, à, cái cái này là cái lá của em nó bị nhiễm bệnh rồi nữa quý anh chị, nè. cái lá như vậy nè nó bị nhiễm bệnh nhiễm bệnh phấn phấn hồng ha quý anh chị ha thì quý anh chị ra tiệm tiệm thuốc bảo vệ thực vật á mấy anh chị mua thuốc về mấy anh chị xịt ha còn nếu nhiều quá thì các anh chị sẽ cắt lá bỏ ha một em hướng dẫn quý vị ha chỗ này nè chỗ này tiếp ranh giữa giữa quá gỗ và chỗ chưa quá gỗ thì ba anh quý anh chị đếm một nè hai nè ba ha à, quý anh chị cắt hai chỗ này cho em ha à, quý anh chị lặt lá luôn cũng được mà không lặt lá luôn cũng được quý quý anh chị cắt xử lý ha xử lý cho nó ra trái ha thì à, quý anh chị mà muốn cắt cho nó ra trái á thì à, trước khi cắt thì trước 15 ngày quý anh chị bón phân ha quý anh chị bón phân ha quý anh chị cứ bón bón phân tổng hợp đi bón phân tổng hợp đi chứ giờ em cũng không có nhớ nữa còn nếu mà quý anh chị mà muốn muốn, muốn kỹ quý anh chị qua kênh mà chuyên chăm sóc cây nho á quý anh chị tham khảo là coi người ta bón những những loại phân nào nha quý anh chị nha nó cho người ta bón những loại phân nào ha đó cái chùm nho của em đây đó em cũng được có mấy mấy chùm nha quý anh chị nha nhưng mà em em cũng biết cách em trồng nho này cũng cả năm hai năm rồi em cũng biết cách để mà em chăm sóc cái nho em để nó ra trái quý anh chị đó thì nho của em ra trái được á đó. đó. thì em chia sẻ lại em truyền cảm hứng lại cho quý anh chị nha quý anh chị nào mà có yêu thích em thì đăng ký kênh ha. bình phan thanh ha. kênh nông nghiệp ha em trồng cây trái em truyền cảm hứng cho quý anh chị ha à, em em quay rồi cây nho thì em hướng dẫn cho quý anh chị nha em nhắc lại nha nếu mà quý anh chị mà muốn muốn cây nho mình có trái á, thì quý anh chị phải cắt cành mà trước khi cắt cành là hai tuần á quý anh chị bỏ phân ha bón bón phân rồi tưới nước đều ha cho cây nho ha sau đó mình mới sau 15 ngày bỏ phân thì mình mới cắt cành ha rồi quý, quý anh chị lưu ý là cắt cành là khi mà cái cây của mình cây nho của mình có khúc có, có đoạn quá gỗ á. có đoạn quá khúc mà đoạn quá gỗ như như vậy nè ha thì quý, quý anh chị đếm từ cái chỗ mà đoạn mà nó quá gỗ lên đây một hai ba ha thì quý anh chị cắt ngay chỗ trên đây miếng ha cắt chỗ này là chừa lại chỗ ba chỗ này rồi mình lặt lá ra là chỗ đó nó sẽ đâm đâm cái chồi mầm ra để mà nó có bông ha quý anh chị ha đó thì thì hiện trường của em là em mới vừa cắt cắt cành cắt lá nè còn lá đây quá chừng nè thì mình cắt lá xuống là lá rất nhiều ha quý anh chị nha một đống lá luôn vậy ha rồi em cũng chưa có tiện mà em lấy cái chổi em quét nữa ha đó thì em thấy như vậy em mới quay clip lên em truyền cảm hứng cho quý anh chị ha quý anh chị nào có yêu thích em thì bình văn thanh thì kênh nông nghiệp ha quý anh chị vui vui lòng nhắn đăng ký kênh ha ủng hộ bình Phan thanh ha để bình Phan thanh có động lực để để quay những video mà trồng trọt truyền cảm hứng cho quý anh chị nha em bình Phan thanh kênh kênh nông nghiệp xin kính chào quý anh chị và các cô chú đã xem clip em rất rất là cảm ơn ạ